lúc nào là mẹ lúc nào thì cũng cay gắt với con, nhưng mà lúc nào thì mẹ cũng thương con hết trơn á. Không đi mấy ngày không liên lạc với con ở lòng mẹ, không ăn không ngủ được. Xin phép chào hai vợ chồng anh chị nha. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì? Tôi tên là Võ Bảo Phong, quê ở An Giang. Anh Phong à. Còn chị? Tôi là Nguyễn Thị Bích Ngọc, quê ở Quảng Ngãi. Dạ. Là hôm nay hai anh chị về đây là nhờ giúp đỡ gì đây? À, tìm cho giùm cho tôi bé gái. Tìm con đúng không ạ? Dạ. Anh Phong là ở khúc nào ở An Giang? Ở An Phú, An Giang. An Phú à. Vậy là mình mới ở An Giang mình về đây luôn hay sao? Không, mình lên đây định cư cũng mười mấy năm rồi. À, mình lập nghiệp ở Bình Dương hả? Là hôm nay anh về đây là nhờ anh em là tìm con. Dạ. À, con gái của anh tên là gì? Là Võ Bảo Gia Hân. Bé Hân à? Dạ. Bé Hân năm nay nhiêu tuổi rồi anh? Năm sinh năm 2007. 2007? 2007 là 17 tuổi rồi mà. Ô, 17 tuổi sao tấm hình nhỏ xíu à? Cái hình thì cũng cỡ 2 năm trước rồi. Mình không có cái hình ngày những ngày mới đây hả? Không. Là mình hiện tại mình đang ở đâu, ở khúc nào ở Bình Dương? Ở chỗ ngã tư Mỹ Ông Cù. Ngã tư Mỹ Ông Cù. Dạ. Con nhà mình bỏ đi lâu chưa? Hôm đi hôm bữa bữa ngày 16. Ngày 16 tháng 3 năm 2024. Hôm nay là 20 rồi. 4 ngày trời rồi. Anh có thể chia sẻ lý do gì mà con bỏ đi? Thì bé nó đi học bình thường vậy đó, rồi xong nó học tới tối nó lên nhà bạn nó chơi, rồi nó báo là ba ơi là xe con bị hư bình rồi, cho con ngủ lại nhà với bạn sáng con về. Rồi tới sáng luôn, tới bữa nay luôn là điện liên lạc không được. Con mình học cái gì anh? Học bên trung cấp cao đẳng công nghệ bên Thủ Đức. Thủ Đức là học học hôm đấy cũng học ở Thủ Đức luôn hả? Thì nó học xong là nó đi luôn đó. Trước giờ là con nhà mình có cái tình trạng như vậy bao giờ? Chưa bao giờ. Nhà mình đông con không? Có hai đứa con gái. Bé này con thứ mấy? Bé này con thứ nhất. Bé lớn hả? Dạ. Bé lớn cũng ngoan không anh? Nói chung á, ngôi nhà thì nó cũng ngoan lắm. Nó không có gì, nói chung là nó không có gì hết trơn á. Ngoài cái chuyện mà hôm bữa đó nó đi là nó... Mẹ chỉ biết nó nói dối là cái xe hư đó thôi. Nên thành mẹ có gọi điện mà mới nói là hắn thì phải cho cái định vị hoặc cái địa chỉ mẹ xuống mày đón về. Dạ. Là nó biết là mẹ là biết nó dối nên thành nó tắt máy, nó không có nghe nữa. Rồi xong rồi một xíu nữa đó mà gọi hoài thì nó mới nói là con đang tắm mà điện thoại con nó hết pin. Rồi xong rồi bạn nó mới lấy cái Zalo của mẹ, thì bạn kết bạn, bạn mới vô cái Zalo của mẹ, bạn nhắn là con là bạn của Gia Hân, cô cho Gia Hân ở lại một bữa sáng sửa xe rồi Gia Hân về. Rồi chị mới nói là sao, tại sao không có thì gửi cái định vị cho mẹ với, hoặc là cái địa chỉ mẹ qua mày đón về. Thì nó tắt máy luôn, nó nói là ở đây không có sóng, ở đây yếu sóng lắm cô ơi, nên thành tới giờ không liên lạc được. Mà bây giờ thì số điện thoại thì gọi không được, còn cái Zalo thì lúc reo lúc không, mà không có bốc máy. Hồi trưa hôm qua bé có nhắn tin là sáng đó là có nhắn tin cho bé, mà bé không biết là của bé nhắn lại hay là của bạn nhắn gì mẹ cũng không biết nữa, nhưng mà bé có nhắn là chị nhắn là mẹ đã báo công an. À, con lo về đi chứ để rồi hả này kia. Xong rồi bé mới nhắn là mấy bạn đó không có liên quan gì hết á, mẹ đừng có làm vậy. Rồi tới giờ là không liên lạc được, từ trưa qua tới giờ là không có liên lạc được. Là không có một cái thông tin gì luôn. Trước giờ là con nhà mình là đi học cái tình trạng học lực như thế nào? Học lực thì nó cũng khá khá vậy đó, cũng không yếu lắm mà cũng không có giỏi. Vậy là mình là... Nhưng mà cũng không có bao giờ bỏ học. Mình ở ngã tư Mỹ Ông Cù là mình có nhà chưa hay mình ở trọ? Có nhà. À, có nhà. Và con thì sáng đi học là tối về. Chủ nhật là có học không? Không. Có bữa thì sáng đi, chiều nó về rồi, nhưng mà nó xin. Nếu như mà nó ở học với bạn chung á, thì nó xin. Rồi bạn đó mới nhắn tin qua cho mẹ biết là ừ, hôm nay Gia Hân ở lại nhà con học như vậy đó. Hoặc là thứ bảy không đi học. Từ 7 giờ 45
và tới 10 giờ rưỡi là bé về. Rồi bé muốn qua nhà bạn học thêm nữa là bé cũng nhắn tin, rồi bạn cũng nhắn tin qua cho mẹ biết là ừ hôm nay Dân nó qua nhà con nó học, rồi chiều đó hai đứa con đi uống trà sữa chơi xíu rồi Dân nó về. Con nhà mình ở bên ngoài có nhiều bạn bè không anh chị? Ít lắm. Có ai tới nhà mình chơi chưa? Có năm 2022 đó có một bạn ở, không biết bạn nó quen đâu trên mạng rồi có tới, nhưng mà sau mà mẹ cũng hỏi thăm này kia đồ thì bé nó khai là bạn đó ba mẹ ly dị nhau, rồi bạn ở với ba, xong rồi ở với ba với mẹ kế với em kế đó, nên thành chị thấy không có, nói chung là không có an toàn cho con mình, nên thành cấm không có cho qua lại cha nữa. Hay gái chị? Gái à. Vậy là tới giờ phút này là 4 ngày trời là mình 4 ngày không liên lạc được, không có một cái tin tức manh mối, không có manh mối gì hết. Nhưng mà chỉ biết là đợt đó có hỏi là quê bạn đó ở đâu, là bé có nói là ở Đồng Nai thôi. Hôm qua khi mà cái ngày hôm 16 con mình cung cấp cái thông tin đó là con nhà mình nói là đang ở Thủ Đức hả? Hay ở đâu? Nó đang ở quận 8. Quận 8 hả? Vậy là con nhà mình đi học có thể là quen rất nhiều bạn. Ở nhưng quận mà, 8 nhưng mà nó nói dối không phải quận 8. Em hiểu, có thể là con nhà mình quen rất nhiều bạn mà đôi khi anh chị không thể biết được. Về nhà con có hay xài điện thoại không? Có. Có lên các trang mạng xã hội không? Nó hình như nó trong điện thoại nó không chơi Facebook. Thấy tại vì nó không có Zalo. Zalo rồi có. Có đúng không? Có chơi tốt tốt không? Không, tốt tốt là bé cũng không chơi. Không chơi hả? Có bao giờ nghe con nói chuyện gọi điện thoại nhắn tin với ai không? Nó cầm điện thoại đi nhắn tin biết chứ, còn điện hôm thì bữa không thấy có, điện ít có, điện ít điện lắm. Hôm bữa nó có nói là nó nhắn về cho mẹ là nhiều khi mẹ quan tâm tới lúc nào mẹ cũng ấy cái điện thoại của con, kiểu như là giống như là mẹ muốn riêng tư, đúng không? Đúng rồi, chuyện riêng tư của con mà mẹ cứ suốt ngày mẹ cứ cái lấy điện thoại của con mẹ xem này kia đồ á. Thế là bé cũng tỏ ra là khó chịu khi mà mẹ cứ đi sâu quá cái quyền riêng tư, đúng không? Rồi. Bé trước giờ là bé có quen bạn trai nào không? Không. Không hả? Bé có tâm sự rằng bé thương yêu ai không? Thì bé nói tâm sự là bé thương bạn đó đó, bé quen với bạn đó đó. Bạn gái đó hả? Đúng rồi. Ôi trời đất ơi. Là cái tình yêu trai gái rồi đúng không ạ? Nhưng mà lại quen cái bạn nữ đúng không ạ? Đúng rồi. Ôi trời ơi. Bé tâm sự lâu chưa? Năm 2021. Cái thời gian gần đây bé có tâm sự không? Không. Thì bé mẹ mới gặng hỏi là con còn không? Nó nói con hết rồi. Bé nhà mình ở nhà ngoan không? Bé nhà rất là ngoan, không có gì hết. Bé có quỷ khóa. Nó cũng bình thường, không có quỷ khóa gì hết. Anh chị là làm công việc gì? Làm công nhân. Công nhân thôi à. Sáng đi tối về. Mình có nhiều thời gian để mình quan tâm các con không? Nói chung là nhiều khi 6 giờ đi tới 9, 10 giờ tối mới về, cũng không có thời gian ở nhà với con. Trời đất ơi, làm gì mà công ty gì mà làm dữ hả? Không có thời gian để ở nhà mà nói chuyện với con luôn. Về là nó vô phòng nó đóng cửa mất tiêu rồi. Có thể là tới giờ phút đó thì anh chị đi làm về rất là mệt, đúng không ạ? Có thể là ăn uống xong, tắm rửa xong là đi ngủ. Là chỉ nhắc bé vài câu, con lo con coi học đi ngang con là nó giả trong phòng nó thôi. Cũng không thấy mặt luôn, nhiều khi một nguyên cái tuần không thấy mặt con luôn. Cái sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng ở có rồi nơi mình tạm trú báo, báo ở bữa thứ hai dạ ngày 18. Khổ thế chứ lại bây giờ là con cái không biết nó đi đâu về đâu. Bây giờ anh chị đang sợ nhất con mình sẽ gặp điều gì? Nói chung là sợ giống như nó bị người ta dụ, nó khống chế, nó bán vào mấy quán cà phê hay gì đó. Bán quán cà phê lại sợ cái vụ đó nên là bây giờ liên lạc với nó thì giống như cái máy nó mình cứ sợ là người ta giữ thôi, nhắn tin rồi nó cũng không thèm trả lời luôn. Rất hoang mang và lo lắng đúng không ạ? Mình rất sợ rằng con nhà mình là bên ngoài có dễ thương như trong hình không? Có. Cao mét mấy? Cao chắc cỡ 1m55, gần 1m6 gì. Nặng bao nhiêu ký chị? Cỡ 4 mấy ký à? 4 mấy ký cũng ốm mà đâu mập đâu. Nhưng mà cũng trưởng thành lớn cũng, rồi đấy. Cũng dáng đồ cũng được hết rồi. Đúng rồi. Cao 1m55, nữ cao 1m55 mà nặng 4 mấy ký là dáng cũng được đó nha. Mà đặc biệt rằng là cái khuôn mặt rất dễ thương đúng không ạ? Dễ thương cái hình này là 2 năm rồi. Bây giờ là cái khuôn mặt nó vẫn vậy. Vẫn vậy ha. Vẫn trắng vậy, vẫn đẹp vậy. Vâng.
Chính vì cái điều đó nên rất sợ rằng những đối tượng xấu có thể rằng là dụ dỗ ép buộc con gái nhà mình làm những công việc vi phạm pháp luật, những công việc nhạy cảm. Và tới giờ phút này bé đôi khi là bé muốn về nhà nhưng sợ rằng là người ta lại không cho bé về. Đó là cái điều mà rất là lo lắng và rất là hoang mang. Trên cái video này bản thân chị là một người mẹ, có thể là bình thường chị rất nghiêm khắc với con đúng không ạ? Chị chưa có cái thời gian để mà chị tâm sự cái tình thương của chị dành cho con, em hiểu điều đó. Hôm nay chị hãy tâm sự những cái điều gì tình cảm nhất tới con gái của mình, hy vọng con gái của mình cảm nhận được để sớm quay trở về. Chị nói đi. Thì lúc nào là mẹ lúc nào thì cũng cay gắt với con, nhưng mà lúc nào thì mẹ cũng thương con hết trơn á. Hôm nay mấy ngày không liên lạc với con là lòng mẹ không ăn không ngủ được. Quá khổ của cô chú anh chị rồi. Ba nói đi, ba nói chuyện với con đi ba. Con mà có xem được cái video này mà con có ở đâu á thì con về đi. Ba mẹ không có la con gì hết trơn á. Lúc nào ba mẹ cũng thương con mà. Mẹ khắc khe với con để cho con biết được là xã hội này nó như thế nào. Rất khổ. Hy vọng rằng là con gái xem được video này thấy ba và mẹ của con bỏ hết công ăn việc làm từ ngày 16 tới giờ rất lo lắng và hoang mang. Để hôm nay về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì con đang ở đâu đó thì con lại sớm quay trở về đoàn tụ với ba mẹ. Nếu tới giờ phút này mà con gặp vấn đề gì đó, có bạn bè hoặc ai đó khống chế mà không cho con về, thì con hãy thật bình tĩnh. Con gọi về đường dây của các chú qua số điện thoại 0913785858. Các chú sẽ có cách để lên kế hoạch để đưa con về một cách an toàn nhất. Còn nếu như vì một cái điều gì đó mà con bỏ nhà đi, con giận hờn hoặc con gặp một cái chuyện gì đó khó khăn khúc mắc, thì chú khuyên thật lòng, bản thân con thì bây giờ thì con 17 tuổi rồi, con lớn rồi, con suy nghĩ rồi. Sang năm là 18 là trưởng thành rồi, con cũng biết đâu là đúng đâu là sai. Và con tới thời điểm hiện tại thì con cũng đi học tới trung cấp cao đẳng rồi. Thì con gái ở đâu đó nghe lời chú, nếu không gặp cái chuyện gì bên ngoài thì hãy nhanh chóng về đoàn tụ với ba mẹ. Còn nếu gặp một cái chuyện gì bên ngoài thì cũng báo tin về cho ba mẹ, để ba mẹ có cách có hướng để mà đưa con về một cách an toàn nhất nhá con gái. Bởi vì xã hội không hề đơn giản như con tưởng tượng. Đôi khi con chưa va vấp, con chưa va chạm nên con cứ tưởng rằng là bên ngoài luôn luôn đẹp, luôn luôn là màu hồng. Nhưng mà thực chất thì không phải đâu con gái ạ. Rất nhiều cạm bẫy đang chờ con. Chú nói nhiêu đó thôi thì con gái tự hiểu để mà sớm quay về. Cái sự việc của anh chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Nhưng mà em hy vọng rằng khi con gái nhà mình về, mình phải dành một cái thời gian nhất định cho con, dù con ở lứa tuổi nào đi chăng nữa. Anh chị ạ, mình cũng phải kèm cặp. Bởi vì bên ngoài, đặc biệt rằng là khi mà trang mạng xã hội phát triển, thời đại càng hiện đại, mạng xã hội càng phát triển, thì thật sự thì các cái chiêu trò lừa đảo càng nhiều. Và rất nhiều cái cám dỗ trên mạng xã hội. Khi mà cho con nhà em nhà mình chơi mạng xã hội, mình phải biết được con em nhà mình chơi những cái gì và như thế nào. Em nói thật đấy. Bởi vì ở đây là anh em là ghi nhận rất nhiều trường hợp là các con cái tình trạng bỏ đi là bị dụ dỗ qua mạng xã hội không ạ. Nên mà em mong rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ, các bậc phụ huynh hãy kèm cặp con em mình một cách là hợp lý. Cũng không nên khắt khe quá, nhưng cũng không nên là buông lơi quá. Bởi vì hiện nay là tình trạng các bé bỏ nhà đi rất nhiều. Trong năm 2024, từ đầu năm tới giờ, tình trạng các bé gái, đặc biệt là các bé gái nhá, đặc biệt là các bé gái, mà các bé gái nhỏ tuổi bỏ nhà đi vô cùng nhiều. Anh em ghi nhận rất nhiều. Toàn bé gái không à. Nên mà em rất hy vọng rằng cái video này rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Thứ nhất là để giúp cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm được bé về cho gia đình. Thứ hai là một cái thông điệp truyền tải tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ nên xem xét lại một cách kỳ lưỡng để mà quan tâm các con cũng như là quản lý các con, chia sẻ cho các con để tránh trường hợp các con bị những đối tượng xấu dụ dỗ bỏ nhà đi. Thì
cái sự việc của anh thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay vợ chồng anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con, thì vợ chồng anh chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Dạ đồng ý. Chị đồng ý không? Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình và tiếp tục con đường học tập. Bởi vì tính tới cái thời điểm hiện tại mà bỏ dở dang cái việc học thì sau này cả một cái tương lai thật sự rất là buồn, rất là đáng tiếc, nên mà rất mong được sự giúp đỡ của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Thì em không biết nói gì hơn, thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng rất là nhiều đã luôn quan tâm cũng như là giúp sức cùng với anh em để giúp đỡ cái chương trình tìm kiếm người thân ngày một tốt đẹp hơn. Thì em xin phép xin chào tất cả cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em chào hai vợ chồng anh chị nhé. Chào em, chào. Dạ, dạ.